là một cái ngày mà mình đi từ Sài Gòn về đây và mình ở đây chỉ trong một ngày hôm nay thôi. Nãy vừa mới về thì đi công việc. Đi công việc xong thì bạn mình nó cũng biến luôn và bây giờ mình ngồi ở đây bơ vơ. Bây giờ mình đang ở chỗ công viên, chỗ ngay chỗ mà bên công Phúc Khánh á. Đang đói bụng, đang định tìm gì ăn nhưng mà ở trong mall thì bây giờ nó đang vừa mới mở thôi, chưa có dọn gì hết và trong đó trống trơn à. Mà chỗ này thì có vẻ vắng vẻ. Bên đây thì chỉ có mỗi gông cha thôi. Mà gông cha thì chắc phải chiều mới uống chứ giờ uống chắc xỉu quá. Bây giờ đầu tiên chắc là phải bắt taxi để đi đâu đó. Chứ ở đây không có gì ăn hết. Xe ôm cũng không có nhiều mà mình nãy giờ mình không chạy thấy ai. Chỗ nào ăn đó thì mình cũng có thể đi ra ngoài. Còn gì ở đây là cái chỗ trung tâm gần với những chỗ ăn nhất mà mình biết. Ăn một tô bún sọc. Em về ăn đây. Dạ em ăn đây, răng rau trụng. Rau trụng về đó. Xưa công viên nhìn nó âm u lắm, bây giờ người ta làm lại rồi thì rất là đẹp. Cái quán cà phê mình nói là nó nằm ở trên đường Trương Định. Đây là một cái hẻm nhỏ, rất yên tĩnh. Và cái quán này thì nó ở trong này rất là lâu rồi, từ khi mà mình còn ở đây mà mình chưa có lên Sài Gòn. Và mình thích cái quán này lắm tại vì cái không gian nó đẹp. Ngoài ra thì nước uống ngon và bánh cũng ngon nữa. Vị trí của quán này rất là dễ tìm. Nó nằm khoảng ở giữa hẻm. À thấy rồi. Thank you.
là mình vừa mới đi cà phê xong nguyên buổi chiều trong lúc mình đợi bạn này tới. Và bây giờ thì mình đi mua bánh bò. Ủa sao kiếm được cho bánh bò này vậy? Tại vì anh đi lẹ, anh đi lộn hẹn xem. Trên đường đi tìm bánh bò thì phát hiện có một cái hẻm nó thông từ hẻm này qua hẻm kia cho nên mình đi đại. Chứ đó giờ mình chưa đi hẻm này lần nào hết trơn. Bánh bò đâu? Ê siêu đầu hẻm bên kia có bán ba tê xô á. Ba tê xô nướng á. Biết là chỗ đó không? Cái chỗ đó bán lâu lắm rồi. Chỗ đó lâu năm lắm rồi, lâu từ hồi mà em còn đi học, luyện thi đại học tới giờ. Em ăn bánh bò. Bánh này bánh gì chú? Bánh lá gà. Bánh lá gà. Đây thấy ngon không? Bánh lá gai. Có bánh uyên ương gì nữa đó. Hồi nãy hơi sai lầm là mình gấp tiền trước, cảm thấy kinh nghiệm đi mua đồ là hỏi giá hoặc là không hỏi giá thì hỏi nhiêu tiền mình đã lấy tiền trước, mình lấy tiền trước mà gấp tiền lớn hay bị chém. Thì là vậy là mình có bị chém không? Không biết nữa, nhưng mà thấy giá thì cũng được chứ không biết, không quan tâm nữa. Thấy hộp 10.000 cũng bình thường mà. Tại sao? Biết tại sao anh có cái vụ đó không? Tại vì hồi xưa uống cà phê, lúc mà chạy lên Sài Gòn uống cà phê á, ghé giữa đường á, rút tiền cái trước. Nó chém tròn số tiền đó luôn. Thôi kệ đi. Tận hưởng xong. Yeah. Yeah. Sự bất ngờ. Đây là bánh bò, bánh chuối và bánh gai. Lá gà. Lá gai. Nước cốt ăn kèm. Rồi cái bánh bò nha. Cái màu. Màu gì? Cái màu nó hơi như vậy á, không biết nữa. Nó gần gũi với thân thường. Hình như tại vì cái đường nó cho. Nhưng mà bánh bò thường thấy không, cái màu trước này giống như màu trắng tinh khôi. Chắc hết. Chắc hết quá. Đây là bánh ba tê xô. Bánh này là chỗ cái tiệm mà lâu năm ở đây. Cái tiệm nó ngay chỗ mà đầu hẻm một với chữ trọng luôn, cái gì nó cao á. Cái tiệm đó là nó mở cửa lâu lắm rồi. Hồi thời em còn học cấp 3 là trước đó nè. Cái bánh ba tê xô đây không phải là cái loại chiên mà loại nướng nè. Nhìn nè. Ồ. Thơm quá à, ngon, muốn ăn thử quá à. Ăn này là em nhớ, biết nhớ gì vậy không? Nhớ gì vậy? Hồi lúc mà học cấp 2 á, mỗi lần mà liên quan cuối năm cái gì mà đóng tiền mà nguyên lớp đóng tiền để cho nên liên quan chung á. Cô giáo á mua cho mỗi đứa một cái bánh ba tê xô kiểu này nè, mà mua Đức Phát á nha. Mà giống vậy nè mà mua Đức Phát. Nó dày hơn chút. Nước ngọt thì mỗi đứa đem vô lon nước ngọt rồi xong. Bánh ba tê xô này gắn liền với kỷ niệm ăn quen mỗi năm. Wow. Wow. Ơi, giờ có gấp luôn ra chưa à? Kiến. Ngon quá à. Kiến. Bánh khoai mì nướng. Bánh này cũng ngon lắm nè. Hồi trước đi học về, tối đi học về hay mua cho mẹ ăn. Thơm quá, ngon. Bây giờ là gần 4 giờ rồi và sau khi mà đi công việc xong và đi ăn uống cà phê này nọ, mua bánh trái đầy đủ thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị về lại Sài Gòn sau một ngày đi đi Cần Thơ. Không có gì chiến lợi phẩm nào hả? Được, có nhiêu đây chiến lợi phẩm à? Bốn cái bánh tặng, một bột chai, một bị ướt gì đó, một bị ướt kem. Trăm
nhận luôn, bữa nay mang nhiều quá mà chắc phải tập tạ bộ. Bây giờ mình về lại Sài Gòn này, lắp về Cần Thơ hôm nay là hết. Các bạn nhớ nhấn nút subscribe bên dưới nha, cảm ơn. Nhớ like video luôn nha, cảm ơn.